Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và hôm nay mình sẽ có một list hàng bao gồm cục dàn và âm ly mini thanh lý cho anh em nhé. Sẽ có những cái mức giá rất là tốt. Anh em nào ở cái video này có thể chốt được đồ thì sẽ có những cái món đồ ngon giá cực kỳ rẻ anh em nhé. Tiếp đến là sẽ là một series những cái bộ dàn mini cũng khá là ok, đến từ rất nhiều thương hiệu và có hai mã dàn chung. Hôm nay mình lên sóng cho anh em thì cũng rất là ok anh em nhé. Anh em lưu ý một chút, số điện thoại của mình và em Sơn vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776 và số điện thoại của em Sơn ở ngay bên cạnh là 0983332183 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của Audio 89 có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Còn bây giờ thì sẽ bắt đầu vào những cái sản phẩm nhỏ trước anh em nhé. Bắt đầu từ những sản phẩm nhỏ trước. Thì xin thưa anh em, đợt này lại về được mấy bộ dâu anten anh em ạ, dâu anten của thằng FM. Thì xin thưa anh em, con này là con độc quyền ở nhà mình có anh em nhé, khẳng định luôn. Tại vì nó là hàng đấu giá bên Nhật về. Đây, đợt này về hai bộ có đủ 3 đầu anh em nhé. Có đủ 3 đầu phụ này. Đấy, ok cho anh em. Và một con duy nhất là chỉ có trơn như này thôi anh em nhé. Không có đầu đũa gì hết. Đấy, trơn như này về anh em cắm trực tiếp thôi. Thì con này nó sẽ dài khoảng tầm 80 phân anh em nhé. Dài khoảng tầm 80 phân. Anh em sẽ bắt vào ngay phía sau giàn. Đây như mình xem. Mình sẽ bắt cho anh em xem. Rồi. Anh em nhìn nhá, tất cả ví dụ như chân dàn Onkyo này, anh em nhìn này. Đó, anh em sẽ bắt vào đây. Đúng không? Nó có chân xoáy này, anh em sẽ xoáy thẳng vào luôn. Và tính thẩm mỹ rất là cao anh em nhé. Tính thẩm mỹ con này lên rất là đẹp. Đấy ví dụ như này, anh em thấy không? Đấy. Lên con thành con FM anh em nhá. Anh em kéo khá là ngon đúng không? Ok chưa anh em? Đấy. Tính thẩm mỹ cực kỳ cao, nó không như kiểu cái anten gọi là anten anh em bắt sợi dây vào FM như kiểu những cái bộ dàn bên Nhật. Mà anh em mình sẽ có một cái anten dâu rất là dài anh em nhá. Dài khoảng tầm 80 phân và nó bắt thì sóng con này độ DBI rất là cao, nó bắt rất là ok. Còn các cái đầu, những cái con mà nó có 3 đầu phụ này nữa thì phục vụ anh em cắm những cái bộ dàn mà nó có các cái đầu cắm khác nhau anh em nhá. Đấy. Ví dụ như con Onkyo dưới này là cái đầu cắm này thì anh em phải sử dụng con này anh em nhá, phải dụng con này để anh em chọc vào đây đúng không? Đấy. Ok chưa? Đấy, bắt buộc phải nối này. Ok anh em nhá. Còn những cái con mà nó có đầu xoắn, đuôi xoắn như này thì anh em sẽ sử dụng cái chân này anh em vặn vào luôn. Thì hiện tại cái con mà con đơn trước này, con lẻ về chỉ có gọi là một duy nhất một cái dâu thôi anh em nhé, và đầu vặn chính duy nhất thôi, thì mình đang để cho anh em con này là 200.000. Còn con full bộ combo 3 đầu phụ kèm theo thì sẽ là 250.000 anh em nhé. Bắt được tất cả các đầu, kể cả những cái đầu cổ hồi xưa để sử dụng chân 3.5 anh em có thể cắm vào được. Ôi chơi anh em khá là tiện. Riêng có bộ này thì anh em mình gọi là những anh em nào mà hay chơi đồ âm thanh sẽ nhìn thấy bộ này là kết ngay. Tại vì là nó đẹp và nó chất anh em ạ. Hàng thì hàng Nhật rồi, anh em sẽ biết được cái độ chất của con này như nào. Hàng này độc quyền nhà mình anh em nhá. Bộ này là 250.000 này. Còn cái bộ đơn thân này, gọi là ông bố đơn thân này thì chỉ có 2 lít thôi anh em nhá, 200.000. Đấy. Thì tùy anh em nhu cầu sử dụng thế nào, không cần dùng đầu phụ thì có thể lấy con này rẻ này, có 200.000. Con kia thì đắt hơn 50 anh em nhá. Ok chưa? Đấy. Và đây thì tiếp đến hôm nay mình sẽ lên sóng cho anh em một cái mã tai Lenovo anh em nhé. Con này thì nó là mã tai Lenovo HE05. Thì xin thưa với anh em, con này thì chất âm của nó cũng khá là ok thôi, cũng nghe tạp nham đủ thể loại được, nhưng mà quan trọng là giá nó sẽ rất là tốt anh em nhé. Giá cực kỳ tốt luôn. Đây anh em nhìn Lenovo này đúng không, pin con này được cái siêu trâu, pin 10 tiếng luôn anh em nhé. Pin 10 tiếng, chân sạc micro USB, tùy chọn tất cả các phím chọn ở trên cục con này hết. Và chất âm con này thì mình đánh giá là nó là một trong số nghe gọi là tạm được anh em nhé, tạm được trong tầm tiền. Đấy. Củ Hausen thì toàn bộ anh em nhìn này, hút nam châm hít các kiểu này. Đấy. Ui đúng không? Đúng cao su khá là ngon, đeo rất là bám tai anh em nhé. Con này hiện tại mình thanh lý cho anh em có 250.000 con tai thôi. Ok chưa? Và hiện tại còn 3 chiếc anh em nhé, 3 slot cho cái mã này. 250.000. Ok chưa anh em? Đấy. Duy nhất gọi là còn 3 chiếc thì thanh lý nốt cho anh em, để còn chuẩn bị đón chờ những cái lô hàng mới sau về thì chắc chắn là hàng mới về nó sẽ cao hơn anh em nhé. Còn mấy con tai này thì mình sẽ thanh lý giá tốt rồi, 250.000, gần như là bán một con tai lãi được có mấy chục nghìn anh em ạ, không bỏ công. Đấy, 30-40 nghìn gì đó. Rồi tiếp bên đây sẽ đống cục dàn kiêm giải mã anh em ạ, thì sẽ bao gồm đầu tiên là cọc số 01 anh em nhé. Thì anh em sẽ nhìn thấy đây là một con âm ly này, con âm ly mini mà gọi là khá là nổi tiếng, nó là dòng CR185. Nhưng mà dòng này là series 2 la mã luôn anh em nhé, 2 la mã luôn. Nó hay đánh hay hơn con 185 trơn khá là nhiều. Ngày xưa anh em hay săn con này về để đánh những cái cặp loa bass nhỏ hơn 20cm. Và chất âm ra thì khá là chi tiết anh em nhé. Anh em đánh giá con này ra khá là chi tiết. Dòng này sẽ đánh 4 cái sò than. 4 cái sò than và nó gọi là dòng sò MOSFET. Nên là chất âm nó đánh rất là lực anh em ạ.
đánh rất là lực. Con này sẽ đánh tốt như cặp loa bát 25cm trở về luôn anh em nhé. Khá là ok. Đấy. Thì hiện tại CD con này nó kén đĩa rồi anh em nhé. CD con này kén đĩa rồi, coi như bỏ đi. Anh em mình sẽ mua về để sử dụng con này thì như một âm ly. Anh em sẽ kết nối áo X vào anh em nhé. Kết nối cáp hoa sen vào. Đấy. Để anh em đánh cái bộ âm ly luôn. Những anh em nào có cặp loa nhỏ rồi thì chơi con này khá là ok. Công suất con này sẽ là 40W, trở điện nguyên bản là 100V anh em nhé. Đánh loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, ok chưa? Để kẹp anten FM là phụ nghe đài. FM con này thì chỉ đến 90 thôi, còn AM sẽ phun giải anh em nhé. AM phun giải. Và hiện tại mã này thì mình để cho anh em bao nhiêu? Onkyo này, chữ nổi anh em nhé, chữ nổi mặt nhôm toàn bộ. Series 1852 la mã đang để cho anh em giá chỉ có 700.000 anh em nhé. 700.000 nó có vậy thôi. Ok chưa? Tiếp đến một cái mã khá là ngon đến từ Onkyo, anh em sẽ nhìn thấy con Onkyo này là Onkyo NX10A anh em nhé. Con này thì xin lỗi anh em, nó là một trong số những mã đời cao rồi, rất là VIP anh em ạ. Màn hình nó to như tổ bố thằng ăn mày luôn anh em ạ. Màn hình siêu to luôn anh em nhé. Màn hình cực kỳ to đúng không? Con này thì như anh em nhìn thấy này, chức năng của nó chơi CD này, chơi nhạc từ USB này. Đấy, chơi nhạc nghe FM này. Kết nối thiết bị bên ngoài qua đường AUX anh em nhé. AUX Line 1 này, Line 2 này. Và rất nhiều tùy chọn trong này anh em ạ. Rất nhiều tùy chọn, Ani Music nghe nhạc mạng luôn này, đúng không? Và nghe nhạc ổ cứng. Tích hợp trong con này sẽ là ổ cứng 250GB anh em nhé. Nhưng mà rất tiếc con này anh em này, CD thì đọc rất là tốt, cho vào phát mút đĩa ngay anh em nhé. USB cũng vậy, cho vào phát cắm nhận bài ngay. Ổ cứng cũng thế anh em nhé. Nhưng mà nó có vướng một lỗi là nó không play được nhạc. Bấm play là nhạc không chạy anh em nhé. Thế là mình xin phép thanh lý cho anh em con này. Thanh lý cho anh em con này. Con này ổ cứng 250GB. Còn lại anh em kết nối AUX vào nhé. Điện thoại máy tính TV nghe thoải mái trên con này luôn. Dòng này đánh 4 con sò, nhưng mà dòng sò gọi là sò MOSFET khá là to anh em nhé. Khá to, gần như to, gần bằng sò dân dụng luôn. Chất âm thì cực kỳ hay anh em nhé. Đấy. Công suất con này sẽ là 70W, điện nguyên bản 100V made in Malaysia. Đây là một cổng mạng này, một cổng xuất video này. Đấy. Sẽ có kẹp loa, sẽ hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, phun giải trở kháng luôn. Kẹp anten FM cũng nghe đài. Các cái đường line layout đầy đủ anh em nhé. Và hiện tại con này thì mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại Onkyo NX10A mình đang để cho anh em giá thanh lý 1.500.000 anh em nhé. Bao nguồn cho anh em, bao tất cả chức năng anh em kết nối điện thoại máy tính TV. Còn lại thì như mình vừa trình bày đấy, con này đọc CD nhận bài rất nhanh nhưng mà không play được nhạc, kiểu vậy. Chưa biết là vấn đề gì, thanh lý cho anh em 1.500.000 thôi anh em nhé. Tiếp đến bên này thì anh em nhìn này, đây sẽ là cọc số 02, toàn những con cao cấp thôi nhưng mà lại giá phủ lý anh em nhé. Con đầu tiên sẽ là con Onkyo CR305 anh em ạ, CR305 thì xin thưa với anh em, con này thì hàng đấu giá đẹp xuất sắc anh em ạ, đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. Và riêng con này thì nó sẽ được xếp cùng chiếu ở CRD1 và CRD2 anh em nhé. Chất âm đánh cực căng, đánh được cả những cặp loa bát 30cm trở về luôn, chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt anh em nhé. Bát chép này, ba lăng này, ôi chưa, Line 1, Line 2 các kiểu anh em nhé. Khá là nhiều chức năng ở trên con này. Đấy. Đọc nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB với chơi anh em. Mắt thì chạy mắt Sanyo và mắt con này đọc cực kỳ ngon anh em nhé. USB của nó đọc khá là tốt này. USB cũng đọc ngon. Chất âm con này thì giải mã siêu hay luôn. Giải mã chuẩn 24 bit của Onkyo CR305 thì mình phải nói thật là tuy ở mặt trước nó không có tích hợp mà không ghi công nghệ VL Digital lọc nhiễu vector, nhưng mà con này bên trong có mạch lọc nhiễu vector anh em nhé. Thành ra là tiếng nó ra rất là mịn tiếng anh em ạ. Rất là mịn tiếng. Đấy. Bây giờ mình sẽ quay phía sau cho anh em này. Con này thì tí nữa mình báo giá anh em ngất luôn anh em nhé. Đây. Công suất là 68W, điện nguyên bản là 100V. Quay cho anh em, made in Malaysia. Đấy. Kẹp anten này anh em nhìn này, đấy như vặn anten vừa vào rồi, rất là đẹp đúng không? Sử dụng dây nguồn số 8 anh em nhé. Có hai đường giải mã, một là đường Coaxial. Đây là giải mã bằng tín hiệu số nhưng mà theo cáp đồng trục. Và tiếp đến là giải mã tín hiệu quang từ Smart TV vào này, quay chưa? Các cái đường line layout đầy đủ anh em nhé. Và cọc loa anh em nhìn này, toàn bộ cọc bắp chuối hết, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Bên dưới này sẽ có đường súp điện ao anh em nhé, đường súp điện ao phục vụ anh em kết nối vào súp điện. Và con này thì có mỗi cái lỗi duy nhất là cái lỗi mà khi anh em mình mà nghe lâu khoảng tầm 1-2 tiếng thì nó nóng và nó sẽ bắt đầu nó sập nguồn anh em nhé, bắt đầu nóng và sập nguồn. Đấy. Hiện tại con này thì nếu mà ngon thì giá đang vào 3.800.000 anh em nhé. Nhưng mà riêng con này thì nó lỗi như thế, nghe 1-2 tiếng bắt đầu mới lỗi thì mình xin phép thanh lý cho anh em 1.500.000 ôi cho anh em 1.500.000 anh em nhé. Về cho những anh em yêu khoa học tự nghiên cứu thôi. Mà anh em mình nếu mà nghe độ khoảng tầm chưa đến 1-2 tiếng thì để con này chơi là bình thường. Cứ 1-2 tiếng nó tắt thì anh em mình lại nghỉ không nghe nhạc nữa, đúng không?
nó chạy thì anh em mình lại nghe bình thường, ấy chưa anh em. Đấy. Bên dưới này thì sẽ là con Onkyo N7SX anh em nhé, một trong số những mã đời cao thằng Onkyo. Con này xin lỗi với anh em, form mặt của nó khá là cao cấp anh em nhìn này, mặt nhôm xước toàn bộ anh em nhé. Chức năng con này như sau: MD đọc cực kỳ ngon, đọc ghi tốt anh em nhé. CD chạy Masanier siêu bền luôn, đọc được cả đĩa MP3 và WMA anh em nhé. Tích hợp trong con này sẽ bao gồm công nghệ băng tần Wired này, đấy, độc quyền của Onkyo nhé. Và tiếp theo sẽ là công nghệ D-Link 2 anh em nhé. D-Link 2 cũng được tích hợp trên con này rồi. Cổng USB đây sẽ cho anh em cóp nhạc trực tiếp từ máy tính, nhằm MP3 chuẩn vào anh em mình chơi thẳng luôn ở cổng USB. Và chất lượng sẽ gần tương đương chất lượng CD luôn anh em nhé. Hỗ trợ cổng line-in ở mặt trước, cái cổng này sẽ có mạch vre để anh em nâng tiếng lên thì chất âm của nó thì nó sẽ nghe nó dày tiếng hơn. Cổng này thì không gọi là cổng giải mã được, nó chỉ là cái cổng tín hiệu vào theo cáp đồng trục thông thường thôi anh em nhé, cáp vào sen thông thường thôi. Đấy, thì anh em mình hoàn toàn con này đánh tốt cái cặp loa bass 25cm trở về. Và riêng giải mã 24bit của con này thì khá là ngon anh em ạ. Cái cục chip giải mã của nó xin thưa với anh em, cái con chip PCM nó khá là to anh em nhé. Chip PCM con này thì to đúng không nhé, đúng gần bằng miếng này anh em nhé, gần bằng cái miếng đấy, quay chưa. Và mình đánh giá con này thì giải mã chuẩn 24bit, chất âm khá là hay anh em nhé. Đang để digital gọi là cổng giải mã đấy. Đèn H của nó sẽ đèn H màu xanh anh em nhé, núm cũng đẹp luôn, con này đẹp xuất sắc luôn. Tất cả ba con này đều là hàng mạng về hết anh em nhé, hàng đấu giá về đấy. Đấy. Công suất con này là bao nhiêu? Công suất con này sẽ là 55W điện nguyên bản 100V made in Malaysia, tại vì là một trong số những mã đời cao rồi anh em nhé. Cái phần tản nhiệt này, cái dàn sò nó thì đánh như sò dân dụng luôn. Một đường xúc điện ao AM/FM phục vụ em kết nối anten. Đánh loa công suất từ 4 đến 16 ohm, phun giải trở kháng rồi anh em nhé. Trở kháng từ 4 đến 16 phun giải luôn. Kẹp loa được loa bass 25 vào luôn. Optical in phục vụ giải mã 24bit. Và các đường line out đầy đủ. Ok chưa anh em? Line out đầy đủ, không thiếu bất kỳ một cổng nào cho anh em hết. Anh em để chơi con này thì cực kỳ ok thôi. Con này thì mình nghĩ là anh em sử dụng khoảng tầm 5-15 nữa thoải mái, không bao lỗi thời anh em nhá. Mà chất âm cực hay. Anh em nào mua về làm giải mã cũng được, mua về để xử lý những cái tác vụ khác cũng được, kẹp thẳng loa để đánh cũng được. Và giá hiện tại cho cục này là 2.500.000 anh em nhá. Onkyo N7SX, ok chưa? Và bên dưới này sẽ là con Onkyo N7FX. Thì xin lỗi với anh em, hai con này nó chức năng giống y hệt nhau, khác mỗi cái là có bên dưới màn hình xanh thôi anh em ạ. Màn hình xanh thì nhiều anh em thích bản xanh, nhiều anh em thích bản trắng anh em nhé. Tất cả mọi chức năng nhau hết, MD đọc ghi tốt này, CD chạy Masanier này, tiếp đến là đọc nhạc USB này, line in cũng mặt trước. Con này không khác một tí gì luôn anh em nhé. Chủ yếu là nó xuất cho hai thị trường ở Nhật khác nhau thôi, và đều là hàng đấu giá nên là đẹp. Đẹp, con này đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Đây. Công suất 55W điện nguyên bản 100V y như bên trên, nó cũng made in Malaysia hết anh em nhé. Kẹp anten này, súp điện ao này có này, kẹp loa cũng trở kháng 4 đến 16 này, cũng optical in giải mã này, thấy chưa? Các cái đường line in nào đầy đủ của anh em nhé. Và con này cũng đánh tốt những cặp loa bass 25cm, chất âm thì khá là ok. Và riêng những cái dòng của thằng Onkyo mà đời cao này nó nghe rất nịnh tai anh em ạ. Chất âm rất ngon. Còn bên dưới cũng đồng giá của bên trên, đều là 2.500.000 tất anh em nhé. 2.500.000 tất cho hai con giải mã này. Kiếm âm đi, thấy chưa? Tiếp đến bên này thì sẽ là cái mã số 03 thì xin lỗi với anh em. Đây là một cái bộ dàn mini gọi là thuộc Serica cao cấp của thằng Kenwood anh em nhé. Con này mình đánh giá khá là cao và giá bây giờ hiện tại rất tốt rồi anh em ạ. Giá rất tốt của thuộc Serica, rất tốt anh em nhé. Thì chi tiết về bộ dàn như sau. Anh em sẽ nhìn thấy toàn bộ mặt trước của nó này, toàn bộ là một cái tấm nhôm rất là dày anh em nhé. Dày liền nguyên khối luôn. Đấy. Không có bất kỳ một phím nào mặt trước luôn. Nó thiết kế theo gọi là đẳng cấp luôn. Kenwood thì chữ nổi chứ không phải chữ gọi là in vào đây đâu anh em nhé. Chữ nổi luôn. Đấy. Màn hình sáng đẹp. Duy nhất mặt trước thì có một đúm volume thôi, và kèm theo bên cạnh ở dưới này thì sẽ là cái cổng phone. Đấy. CD con này thì cũng chạy Masanier khá là bền anh em ạ. Dòng mắt của thằng Kenwood thì mình chưa thấy một con Kenwood 521 nào bị gọi là mắt bị kén đĩa cả. Nó chỉ có đọc như trâu thôi anh em ạ. Đọc cực kỳ trâu chó anh em nhá. Đấy. Toàn bộ phím của con này sẽ được chuyển hết lên mặt trên anh em nhìn này. Đây là toàn bộ là phím cảm ứng anh em nhá. Đấy, anh em nhìn cái series chuỗi phím cảm ứng của nó này. Cảm ứng chạm luôn, khá là hay, cao cấp. Tiếp đến là con này sẽ có hai cái nút cứng, một là nút tắt nguồn và hai là cái nút ra đĩa anh em nhá. Đấy. Chức năng con này sẽ bao gồm này, đầu tiên là có dock iPod anh em nhá. Anh em thể kết nối iPod vào đây nghe khá là hay anh em ạ. Nó sẽ không phải là kết nối nhau ích đâu, mà nó sẽ xuất tín hiệu số anh em nhá. Tín hiệu số xuống bộ dàn để cho bộ dàn giải mã, và con này vẫn là giải mã chuẩn PCM, sử dụng chip PCM cao cấp 1801 anh em nhá. Chất ra cực hay luôn. Tiếp đến là đọc nhạc trực tiếp từ bộ nhớ USB, anh em để cắm trực tiếp USB vào đây để chơi. Và cái nắp này nó thiết kế khá đẹp, đậy vào phát kín luôn anh em nhá. Kín luôn. Và con này đẹp xuất sắc luôn, hàng đấu giá anh em nhá. Đẹp xuất sắc.
CD đọc cực ngon, và riêng cái dòng này giải mã 24 bit thì như mình vừa bảo rồi, chuẩn PC giải mã cho anh em là chuẩn 24 bit, chất âm gọi là quá khủng luôn. Anh em mà đã nghe Kenwood Serica rồi thì anh em sẽ thấy là Serica nó làm thì không thể chê được anh em ạ. Nó đánh có được cái giải mid cực kỳ dày anh em nhé. Giải mid của bọn này lên tiếng rất dày luôn. Đấy, khá là hay. À, thùng hoa được thiết kế anh em nhìn vuông thành sắc cạnh theo tiêu chuẩn của châu Âu anh em nhé. Tiêu chuẩn châu Âu làm vuông thành sắc cạnh luôn. Đấy. Loa sẽ được trang bị một con loa bát đường kính là 12cm gân cao su béo anh em nhé. Dòng gân béo cao cấp. HomePod bây giờ của thằng Apple cũng đang dùng dòng gân này anh em nhé. Kể cả JBL đời cao cũng dùng dòng gân này. Đấy, gân này cao cấp luôn. Màng sẽ màng carbon và núm ngọc trinh, và núm này là núm mềm anh em nhé. Anh em nhìn này, ấn phát nó bật ra ngay anh em thấy không? Chứ không như cái núm ngày xưa đâu. Cái núm này là núm gọi là đã qua được các nhà khoa học đã nghiên cứu rồi, nhà thiết kế nghiên cứu rồi. Ấn vào nó lại phụt ra, ôi cho anh em. Đấy, nên là thành ra anh em không sợ móp núm anh em nhá. Khá là ok, đúng không? Cặp con loa bát này đánh rất là đầm anh em ạ, đánh tiếng rất ra đầm lắm. Đây anh em. Gõ đã hay rồi, đúng không? Đấy. Bên trên này sẽ là con chép dôm. Con dôm này mình đánh giá gần như là con dôm cao cấp nhất của thằng Kenwood luôn, nó từng sản xuất anh em nhé, từng rất là to. Và nó là dòng dôm 8 vít. Anh em nhìn này, dôm 8 vít thì nó có cái phần côn tách biệt anh em nhé, tách biệt cái viền ngoài này. Nói chung khá là hay. Và nó thiết kế hai phần riêng biệt và nó ráp vào nhau. Và chất âm thì gần như là những cái con dôm này nó kín như bưng luôn anh em ạ. Nó tra phần lời không bao giờ bị trộn lẫn phần bát vào, nên thành ra là chất tiếng nó khá là tách bạch anh em nhé. Thùng loa thì siêu đẹp rồi. Không phải ba. Anh em nhé, phía sau đây. Tổng thể bộ dàn anh em nhìn. Con này cho tụt cái loa này. Sơn chưa cắm cái loa cho anh. Thôi để anh cắm đi. Đây. Rồi. Anh em nhìn nhá. Tổng thể bộ dàn đẹp xuất sắc luôn, tại vì là hàng đấu giá. Công suất của loa sẽ là 40W và trở kháng 4 ohm anh em ạ. Với những cặp loa trở kháng 4 ohm này anh em biết rồi, biên độ dao động màng loa rất là lớn anh em nhá. Đấy, thế là thành ra là anh em các cái giải tần thấp nó cũng lên cực kỳ lịnh tai. Và riêng loa trở kháng 4 ohm thì nghe nhạc siêu hay anh em ạ. Và công suất 40W là con này, nhưng mà trở kháng là 4 ohm nên nó chơi tốt ở phòng diện tích 40m² trở về anh em nhá. Ví dụ như con này thì 40W nhưng lại 8 ohm cơ thì sẽ chơi ở phòng bé hơn, nhưng mà con này 40W lại trở kháng là 4 ohm nên thành ra chơi được phòng lớn anh em nhá. Thụt hơi phía sau này. Thụt hơi phía sau. Thì anh em dễ điều chỉnh âm bát, thích nhiều bát để gần tường, thích xa ít bát hơn thì để ra xa tường anh em nhá. Khá là ok. Thùng vách đẹp dã man luôn, đúng không? Công suất của cục dàn sẽ là 35W điện nguyên bản 100V, nhưng mà con cục dàn này đánh siêu căng luôn. Anh em nhìn đây công suất tiêu thụ điện anh em nhé. Tiêu thụ điện 35W, anh em kẹp loa bát khoảng tầm 25cm vào cục dàn này vẫn đánh như trâu luôn, vẫn phang cực kỳ trâu bò. Hôm nọ Sơn nó còn kẹp với cặp loa Fisher, anh em nhìn kìa. Cặp Fisher bát 30 của mình mà nó đánh còn gọi là bung nóc luôn. Đây là kẹp anten của em phụ nghe đài. Tiếp đến là optical in phục vụ giải mã 24 bit anh em nhé. Đấy, các cái đường AUX vào ra này, đúng không? Và con này sẽ có đường một đường ao của đường xúc điện anh em nhìn, xúc điện ao. Đây là cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối tất anh em nhé. Cọc bắp chuối này thì là anh em sẽ nhìn thấy nó có độ cao cấp anh em ạ, độ cao cấp, độ mịn anh em nhé. Loa sẽ đánh được các cặp loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, phun giải trở kháng luôn. Đấy. Và hiện tại mã dàn Ken K531 đến thời điểm này thì K521 đến thời điểm này thì đã là rất tốt rồi. Giá có 4.500.000 thôi anh em ạ, cho một con series cao cấp Serica. Con này thì giá xuất xưởng nó rơi vào khoảng tầm 2-3 triệu anh em nhé. Đến bây giờ thì rất là rẻ rồi anh em ạ. Rất là rẻ rồi. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe nhá. Cái dòng gọi là Serica thì nó luôn thuộc cái diện gọi là gần như là Kenwood nó được liệt vào dạng hai em rồi anh em nhé. Đấy, cảm ứng đấy. Mịt rất dày anh em nhé. Những cái bộ gọi là Serica nó nghe cái phần lời nó lên rất dày tiếng anh em nhé, rất là dày tiếng,
Đấy, nên là nghe nó khá là hay đúng không? Đấy, mã số 03 Kenwood K521 giá 4.500.000. Tiếp đến đây thì sẽ là cái mã dàn số 04, thì xin thưa với anh em, đây là một con Onkyo thuộc diện thanh lý anh em nhá. Con này chính là Onkyo N7FX, anh em nhìn thì như cái hình thức của nó thì nó không đẹp anh em ạ. Hình thức không đẹp anh em nhá. Chức năng con này sẽ bao gồm này, chức năng con này sẽ bao gồm anh em nhá. Đấy. MD, CD như con mình vừa giới thiệu N7FX bên kia kìa. Đấy. Chơi nhạc trực tiếp USB anh em nhá. Đấy, chơi nhạc trực tiếp USB. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình bán con này cho anh em kết nối điện thoại máy tính TV. Anh em ok chưa? Đấy. Kết nối điện thoại máy tính TV qua cổng AUX, ngoài ra thì sẽ chơi nhạc qua Bluetooth, tại vì mình đã cấy mạch Bluetooth vào trong con này rồi. Và con này đánh âm đi cực căng anh em nhá. Đánh được cả cặp loa bass 20 luôn. Ok chưa anh em? Âm đi cực căng, đánh được nhạc loa bass 20. Đấy. Và chất âm con này cho ra thì mình đánh giá là phần lời của thằng Onkyo nó quá đỉnh luôn anh em ạ. Đấy. Anh em mua về con này nhá, kết nối Bluetooth luôn. Anh em nào thích một con dàn có Bluetooth mà lại ngon bổ rẻ thì chính là con này anh em nhá. Ngon bổ rẻ nhưng mà không đẹp thôi, không đẹp thôi. Nó đang đi với cặp loa 7GX anh em nhá. Cặp loa 7GX thì con loa này sẽ được trang bị này, một con bát đường kính 12cm, màng sợi keva anh em nhá, màng sợi keva núm mũi đạn luôn, dâu vẩy. Bên trên này là con chép đôm dòng đôm 8 feet cao cấp nhất của thằng Onkyo anh em nhá, cao cấp nhất luôn. Kể cả đôm mũi đạn thì thật ra nó có cái mũi đạn đằng trước thôi, còn lại thì nội thất giống y hệt nhau, từ to gần bằng mặt luôn anh em nhá. Thùng vách thì khá là ok, anh em nhìn mặt trước đẹp anh em nhá. Mặt trước đẹp. Và lưng máy anh em nhìn này, con này nói chung nó là một con xấu anh em nhá, không phải con đẹp. Đấy, cục tràn thì xấu nhưng mà cặp loa thì mặt trước thì khá là ổn, mặt sau đây. Anh em nhìn. Đấy, đây là cái vết gia cố bằng keo thôi anh em nhá. Gia cố bằng keo để cho nó cứng lên, tại vì là cái vận chuyển nó bị hơi hở ra. Nó gọi là nó cái phần này nó bị co thế này ra. Ngày xưa mình phải nhỏ keo vào anh em nhé, cho nó cứng cáp hơn. Nói chung mặt sau thì không ảnh hưởng tính thẩm mỹ lắm, nhưng mà thì vẫn là cứ bán rẻ đúng không? Công suất của loa thì sẽ là 70W và trở kháng là 4 ohm. Một cặp thì sẽ là 140W. Và con này nó có một thụt hơi khá là hay đấy, thụt hơi sẽ rãnh mặt sau. Bên trong nó có hộp ma trận để đẩy ra anh em nhé. Thành ra là cái phần âm bát nó nghe nó khá là mịn anh em ạ. Âm bát nó không bị gọi là phục phục đâu, âm bát nó rất là mịn tiếng anh em nhé. Đây, cục dàn thì công suất vẫn 55W thôi, điện nguyên bản 100V made in Malaysia, hỗ trợ một đường sub điện ao, kẹp loa đánh loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm, các cái đường line in out đầy đủ anh em nhé. Và con này quang của nó thì cũng không giải mã rồi, bỏ đi, tất cả chức năng khác bỏ, chỉ kết nối Bluetooth và kết nối có dây thôi anh em nhé. Ok chưa, kết nối có dây thôi. Và giá hiện tại cho con này thì xin phép để cho anh em thanh lý giá hai củ tròn anh em nhé, hai củ tròn cho bộ Onkyo N7FX anh em ạ. Đấy, con này có một khay đĩa đây, cái cửa đĩa đây thì nó gọi là rớt xuống biển rồi anh em nhé, không còn đâu. Đấy, ok chưa? Anh em nào về bộ này để ở xưởng giết nghe thì cực kỳ đỉnh luôn, nhất là để ở những cái xưởng hoặc là vứt, nhất là vứt ngoài sân đỡ sót, nghe khá là hay. Sơn nhỉ? Con vứt ngoài sân được không em? Mình sẽ mở nhạc cho anh em nhé. Kép một bài này đang kết nối Bluetooth này, không phải cục phụ đâu anh em nhé. Con này kết nối Bluetooth, mình đang để Bluetooth ở cổng dock anh em. Ok chưa anh em? Nói chung con này thì mình đánh giá là một trong số những mã nghe đến bây giờ mình đã là hay luôn anh em ạ. Phải sớm thế buông nơi, cuộc sống thay đổi em cũng đổi thay cánh nhìn rồi. Dòng đời lầm lối nơi trôi, mà tình người cũng thế em ơi. Sao em mơ vội phai phù? Thì hạnh phúc cũng khó lắm vì lúc mắt em đã ngây thơ. Say giấc ngủ ngu ngơ, ai sẽ trao cho em trọn một giấc mơ. Đơn giản là thế người ơi, cuộc đời không như ý em. Ok chưa anh em? Hai củ như con này thì gọi là chất âm vượt tầm tiền luôn. Đúng không Sơn? Chất âm vượt tầm tiền luôn, hai củ. Anh em ạ. Tiếp đến bên này thì sẽ là một cái mã dàn chung khá là VIP của thằng Đế Nông anh em nhé. Con này là con Đế Nông 5.5 anh em ạ. Con Đế Nông 5.5 đi kèm cặp loa VIP này, SCE202 anh em nhé, một cặp loa cực kỳ VIP của thằng Đế Nông luôn anh em nhìn đấy. Cặp loa đẳng cấp luôn anh em ạ. Cần phải đánh gọi là quên đường về luôn. Bộ này sẽ chơi tốt ở những phòng diện tích 50m2 trở về luôn anh em nhé.
Bộ dàn về thì là hàng đấu giá rất là đẹp. Sẽ bao gồm hai thước dàn rời và loa thì cũng đẹp góc cạnh luôn. Đi kèm loa sẽ là căng đẹp luôn em nhé. Ê căng đẹp đúng không? Thì thất dàn ở bên dưới này sẽ bao gồm này các chức năng như sau. Đầu tiên là âm ly kiêm CD em nhé. Âm ly kiêm CD và kiêm cả tuner luôn. Con này có tuner không nhỉ? À con này có âm ly kiêm CD luôn anh em ạ. Đấy, xem có tuner không đã. À con này không tuner anh em nhé. Âm ly kiêm CD thôi. Và CD con này thì chạy mắt Sony 240 anh em nhé. Mắt Sony 240 thì Sony dòng Sony 240 của thằng Sony của thằng mắt Sony ấy thì nó đọc bài nhận bài siêu tốc luôn anh em nhé. Đây sẽ cho thử anh em xem. Nó nhận bài siêu tốc luôn. Vào phát là mút lên bài luôn anh em nhìn này. Đấy. Đấy, nó lên bài cực kỳ nhanh anh em nhé. Đấy. Mặt nó toàn bộ mặt nhôm cao cấp anh em nhé. Nếu mà anh em chưa đủ điều kiện để chơi 7.5L thì có thể chơi 5.5 này cũng được. Chất âm gần như tương tự 8/10 so với 7.5 luôn anh em nhé. Anh em nào chơi 7.5 sẽ biết. Con này ra cũng chất âm cực kỳ đầm. Núm volume toàn bộ kim loại tiện CNC cực đẹp luôn anh em ạ. Đấy. CD hiện tại đọc rất ngon. Âm ly thì sẽ đánh tốt những cặp loa bass 30cm trở về luôn anh em nhé. Và dòng này đánh cho chất âm siêu căng luôn anh em ạ. Có một cái nút chỉnh acoustic ở bên này anh em nhé. Chỉnh acoustic bên này. Đây là ba lăng này. Để các phím tùy chọn chức năng này anh em nhé. Các phím tùy chọn chức năng ở hết trên mặt luôn. Mặt con này được hai cái hồi. Nó mạ hai cái điểm vàng ở đây. Khá là đẹp đúng không? Cổng phone ở mặt trước cũng mạ vàng luôn. Nút nguồn này cũng được mạ niken. Bóng cực kỳ luôn. Và mặt nó nhìn nó hơi ngả, hơi kiểu hanh hanh vàng. Nên là nhìn nó khá là cao cấp anh em nhé. Khá là cao cấp. Hai bên hồi này nó cũng có hồi luôn. Nhìn như một âm ly cao cấp luôn anh em ạ. Đấy, anh em nhìn thấy không? Ok chưa? Âm ly đánh cực kỳ hay anh em nhé. Âm ly con này chất tiếng rất là dày tiếng luôn. Bên trên này sẽ là một con cassette cao cấp này. Anh em nào hay chơi deck ấy, cassette hay gọi là tab ấy thì sẽ có một con tab cực kỳ VIP ở trên con này anh em nhá. Con này sẽ full chức năng auto reverse. Đấy, tích hợp cả dongle BC NR luôn anh em nhá. Tích hợp đủ công nghệ lọc nhiễu chống nhiễu trên con này. Bây giờ con này có thể làm nâng tiếng được, có rack level này anh em nhìn này. Rack level đây này anh em phải làm nâng tiếng được anh em nhá. Và cái này phím đúng này kim loại anh em nhìn này, đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Con này quá đẹp luôn anh em nhá. Con này hàng đấu giá thì mình đánh giá là một trong số những bộ dàn chung mà rất đẹp ở trong gọi là tầm tiền anh em ạ. Đấy, màn hình hai con đều sáng đẹp. Ok chưa? Cấu hình loa thì con này sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 16cm anh em nhá. 16cm. Đấy. Gân thì gân lụa tẩm dầu. Con này thì gần như anh em mình chơi từ bây giờ đến lúc gọi là anh em mình giải nghệ chơi đồ âm thanh. Nó vẫn sẽ như thế này và nó mềm anh em nhìn này. Nó gân bên Nhật có vẻ cái thằng trước nó dùng nó dưỡng gân cũng ác nên là gân nó mới mềm nhũn thế này anh em nhá. Màng sẽ là màng carbon này, dâu quạt anh em ạ. Màng carbon dâu quạt còn đúng nó bóng thế nhỉ. Được. Bên trên này sẽ là con chép đôm anh em nhá. Dòng đôm cao cấp của thằng Đê Đông. Và chất âm con này thì xin thưa với anh em, con đôm này không thua gì đôm của thằng Onkyo và thằng Pioneer hết. Nó đánh cho rất là hay anh em nhá, rất là hay. Mặt của con này thì gần như là được dán một cái lớp da anh em ạ. Đây, gọi cái này lớp này lớp da cũng được. Đấy. Đen xì luôn. Gọi là nhân đôi gọi vẻ sang trọng con này anh em nhá. Phía sau đây anh em nhìn nhá, tổng thể phía sau con này đây. Phía sau đây anh em nhìn đẹp không? Đúng không? Thùng vách nó được dán chứ các thứ đẹp hết luôn. Thụt hơi phía sau. Công suất của loa thì sẽ là 200W một chiếc và một cặp sẽ là 400W luôn anh em nhá. Cọc loa sẽ toàn bộ là cọc bắp chuối. Này, đồng nguyên khối em nhá. Đồng nguyên khối cọc này là cọc cao cấp nhất này. Đấy. Cao cấp nhất tính đến thời điểm hiện tại anh em là do anh em audio đánh giá chứ không phải cá nhân mình đánh giá anh em nhá. Ok chưa? Loa này 200W một chiếc, ok chưa? Ở giải thấp nó 100 rồi, giải căng đét nó là 200W một chiếc, một cặp 400W. Chơi tốt ở phòng diện tích 50m² trở về. Đấy. Công suất âm ly sẽ là 80W và điện nguyên bản là 100V anh em nhá. Hỗ trợ thêm hai cổng cắm nguồn phụ này. Bên này sẽ là kẹp loa sẽ đánh loa trở kháng 6 đến 16 ohm anh em nhá. Gần như là giải trở kháng cũng khá là rộng rồi anh em ạ. Kẹp được hầu hết các cặp loa rồi nhá. Các cái đường line in layout đầy đủ anh em nhá. Và con này có cái cổng processor này anh em sẽ ngắt được cái mạch gọi là mạch equalizer hoặc anh em có thể lấy được đường pre con này ra anh em nhá. Hoặc anh em mình có thể cắm thẳng vào đường công suất này để con này nó sẽ đánh như một con đẩy luôn, không qua gọi là mạch equalizer của máy nữa anh em nhá. Bên trên này sẽ là cassette này. Cassette công suất là 12W điện nguyên bản 100V anh em nhá. Có hỗ trợ một đường line in vào để ghi băng và một đường line out để xuất tín hiệu ra. Vậy thôi. Các cái công nghệ châu Âu tính sẵn ở đây. Đây là vết keo này anh em này. Bên Nhật nó dán keo nó vẫn dính. Thôi, quan tâm. Mặt trước đây anh em nhá. Bộ này hôm trước thì mình về được một bộ. Có một anh ở Hải Dương sang lấy trực tiếp. Và bây giờ tiếp tục được về được bộ thứ hai.
thì xin thưa với anh em nào mà thích chất âm của Denon 7.5L mà chưa đủ điều kiện thì chơi con này. Con Denon 5.5 này mình đang để cho anh em full cả combo hàng đấu giá này là 6.5 triệu anh em nhé, 6.500.000 cho mã này. Anh em nào chơi thì có thể chọn mã này, một trong số những mã cao cấp. Ok chưa? Mình sẽ play thử nhạc cho anh em, 6.5 triệu xứng đáng không nhá. Lòng nhớ thêm dòng đời là trôi tiếc nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay sẽ tâm hồn. Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu, lòng mình thầm chân vào đường yêu. Đêm ấy mưa rơi nhiều, giọt mưa tan tác mưa buồn ngâu. Ok chưa anh em? Nói chung là con này nghe đẳng cấp đấy anh em ạ, trong tầm tiền nó đẳng cấp đấy. Giá hiện tại của Denon F 5.5 giá là 6.500.000 anh em nhá. Ok. Và cuối cùng là cái mã dàn số 06 ở đây. Xin đưa với anh em đây là một trong số những cái mã Victor 3 thất rời, à 4 thất rời anh em nhá. 4 thất rời dùng nguồn rời luôn. Ok cho anh em. 4 thất rời chất âm con này thì mình đánh giá là một trong số những dòng cao cấp của Victor. Chất âm cực kỳ ngon, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng anh em nhá. Con này thì hình thức nó không được đẹp lắm anh em ạ. Hình thức nó không được đẹp lắm nhưng anh em nhìn thấy đây. Một vài thất dàn thì nó sẽ có cái vết xấu anh em nhá. Một vài thớt nó có vết thấu, riêng cái thớt CD có vết xấu này. Và cặp loa thì không được đẹp xuất sắc anh em nhé, cặp loa của nó cũng có vết xấu với chơi nha. Nhưng mà nó là một bộ rất là VIP của thằng Victor anh em nhé. Đấy, một bộ khá là VIP của Victor. Và chất âm này thì mình nói thật là đi vào lòng người luôn anh em ạ. Chất âm này thì gần như là 10 anh em thì 11 anh em khen hay, chứ không phải gọi là có người chê đâu. Nói chung con này không có điểm chê luôn. Thì mình xin giới thiệu chi tiết về bộ dàn như sau. Đầu tiên thớt bên dưới cùng sẽ là thớt âm ly anh em nhé, thớt âm ly. Đấy, Sơn đi mua cho anh bao thuốc nhỉ. Thì thớt bên dưới này sẽ là thớt âm ly anh em nhé. Thì âm ly con này sẽ chơi bát, à con này sẽ đánh tốt những cặp loa bát đường kính khoảng tầm 30cm luôn. Và chất âm nó cực kỳ căng, 4 con sò than to như dàn dân dụng anh em ạ. Tức là con âm ly của thằng Victor lớn, dòng lớn ấy nó chơi con sò nào thì con này chơi đúng con sò ấy luôn anh em nhá. Những cái dòng sò mà sò MOSFET của thằng Victor nó đánh rất là hay anh em nhá, rất là hay, cái độ chi tiết khá là cao. Con này sẽ có đúng chỉnh bát, chép và ba lăng riêng biệt anh em nhá, bằng đúng cơ riêng biệt anh em nhìn này. Đấy, và đây đúng volume chủ anh em nhá, volume chủ. Ok chưa? Đấy, đây là cái núm gọi là núm input để phục vụ anh em chọn các cổng vào ra nhá. Đấy, bên dưới này thì sẽ có lúc crimson này. Đấy, cái nút này là tăng như kiểu tăng gia tăng âm bass anh em nhé. Bass nó sẽ kích lên đấy, công nghệ gọi là tăng bass riêng biệt của thằng Victor. Bên này sẽ là nút direct để phục vụ anh em gọi là nghe direct ấy. Khi mà anh em bấm nút direct này vào nhá thì là cái chế độ thuần nhạc nhất, anh em nghe CD thuần nhất nó sẽ hiện lên cho anh em. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ ngắt toàn bộ mạch bass chép này ra để cho con này lên cái phần tiếng chỉ vào phần một phần pole thôi anh em nhé. Chất âm của nó nhiều anh em gọi là thích nghe phần CD mà tiếng thuần nhất thì anh em sẽ chọn chế độ direct anh em nhá. Và đây cái con này bên trên này sẽ là cái thước cassette anh em ạ. Cassette đây. Cassette con này đọc rất là ngon luôn anh em nhá. Đây. Anh em nhìn cửa băng mở anh em nhá. Cửa mở đầu từ tất cả dây cura đã được mình vệ sinh từ bánh tì các kiểu. Mới cứng hết anh em ạ. Mới cứng hết. Thế anh em hoàn toàn là chơi cassette con này thì sẽ cực kỳ ngon. Full auto reverse luôn anh em nhá. Full auto reverse này, đúng không? Donbo BCNR được HX Pro luôn, được tích hợp sẵn như con này tất. Đây, reverse các kiểu đầy đủ trên con này. Chất âm này đánh ra được gần như chơi CD luôn, tiếng rất định tai luôn anh em nhá. Riêng cassette con này đẳng cấp luôn. Con này nhiều anh em tháo lẻ cassette ra bán, riêng cái thứ cassette này anh em đã bán khoảng tầm 1.6 triệu rồi anh em ạ.
1.6 triệu trong một thớt này anh em nhá. Và cassette đánh siêu hay luôn. Đấy. Tiếp đến bên trên này sẽ thớt CD và CD dòng mắt của Victor nó đọc cực kỳ trâu anh em ạ. Đây anh em nhìn này. CD mắt Victor. Đấy anh em nhá. Mút chùn chụt luôn. Mà lên bài cực kỳ nhanh anh em ạ. Đấy anh em thấy không? Lên bài luôn. Đấy ok chưa? Và CD chất âm con này nhá, sử dụng hai con giải mã CDX anh em nhá. Chất âm ra thì gần như là những con CD cao cấp rồi, không phải bàn. Bên trên này thì sẽ là một con FM anh em nhé, FM như anh em mình thấy đây, FM đủ 108 và AM chắc chắn là sẽ phun giải luôn, con này là thước tuner anh em nhé, AM phun giải, FM đủ 108, mặt toàn bộ là mặt nhôm hết anh em ạ, mặt nhôm hết, nói chung để trưng bày trong phòng thì khá là sang trọng những cái mã này rồi anh em nhé, khá là sang trọng. Tiếp đến cấu hình loa, con này thì trang bị loa bự luôn, loa bát loa đường kính là 18cm luôn anh em nhé, gần 20cm, gần cao su zin. Màng gọi là màng xoắn ốc đồng trục anh em nhé. Màng xoắn ốc, cái dòng màng này thì thường xuất hiện trên những con loa cao cấp này của hãng này, hãng làm. Bên ngoài này nó có hai phần núm anh em nhé. Núm này anh em nhìn này, núm bên ngoài là núm bằng lụa anh em ạ, núm lụa. Bên trong của nó sẽ có một cái núm phụ bên trong này nữa anh em nhé. Sâu bên trong sẽ là một con núm nữa. Đấy, nên là nhìn nó khá hay. Vui chưa anh em, núm phần lụa bên ngoài. Bên trên này con chép của thằng này mới là khổng này. Con chép của nó siêu to khổng lồ luôn anh em nhé. Tháo phần củ bên trong ra thì siêu gấu. Đấy, phân tần con này rất là gấu luôn anh em nhé. Nói chung cặp loa VIP của thằng Victor thì không phải bàn đâu anh em ạ, nó vươn tầm thế giới rồi. Thùng con này được cái màu vân gỗ khá là độc đáo, nhưng mà thùng loa của nó thì không được đẹp anh em nhé, có những vết xấu anh em thấy đây. Đấy, có những vết xấu anh em nhé, bên này cũng vậy anh em nhìn này, có những vết xấu. Nói chung là dàn VIP nhưng mà dùng cho người ít tiền anh em nhé. Đấy, tất cả những cái tấm ở phía sau của âm ly anh em nhìn là nó là bằng đồng hết anh em ạ, nó là bằng đồng toàn bộ anh em nhé, đồng nguyên miếng luôn anh em nhé, đồng nguyên khối luôn. Âm ly công suất thì sẽ là 85W điện nguyên bản 100V và made in Japan luôn anh em nhé, made in Japan luôn. Cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối hết anh em nhìn này, hỗ trợ con dưới âm ly 3 cổng ngắm nguồn phụ để phục vụ em kết nối các thớt bên trên nhá. Các cái đường line in out đầy đủ, không thiếu bất kỳ một cổng nào. Và con này sẽ có cái đường gọi là processor đây, anh em ngắt mạch ra, hỗ trợ thêm một cái đường dây trợ dây bắt mát anh em nhé. Anh em sẽ bắt mát con này vào tiếp đất để cho nó mát hơn và chống nhiễu hơn, ok chưa? Bên trên này sẽ cassette này, anh em nhìn này. Công suất 9W điện nguyên bản là 100V cũng made in Japan. Các cái đường in out đầy đủ anh em nhé. Các cái công nghệ châu Âu này anh em nhìn, tích hợp rất là nhiều, đúng không? Con này đang đi kèm cái anten FM luôn ở đây này. Đấy. Đây là thất CD, công suất 7W điện nguyên bản 100V made in Japan anh em nhé. Hỗ trợ một đường optical out và một đường output của đường cáp hoa sen. Bên trên cùng sẽ là tab anh em nhé. À, trên cùng là tuner 7W này. Công suất một điện nguyên bản là 100V made in Japan anh em nhé. Dây cắm nguồn số 8 tất, tất cả nguồn rời tất anh em nhé, tất cả nguồn rời tất. Con này sử dụng các hoa sen tất, không dùng cáp bẹ. Anten FM một nghe đài này, các một đường output nữa anh em nhé, để xuất tín hiệu xuống âm ly, ok chưa? Victor SX-F1S đấy, một trong số những mã cao cấp này. Cọc loa toàn bộ cọc bắp chuối hết anh em nhìn đỉnh đúng không? Công suất loa sẽ là 75W một chiếc, một cặp sẽ là 150W và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Con này sẽ chơi tốt trong phòng diện tích cũng tầm 50m² trở về, tại vì con loa bát nó khá là lớn, loa bát 18cm cơ, dàn 4 thước nguồn rời. Đấy. Hiện tại con này thì bình thường nó đẹp xuất sắc anh em, con này rơi vào khoảng tầm gần 9 củ anh em nhé, gần 9 củ cho bộ này. Còn bộ này hiện tại bây giờ mình thanh lý cho anh em bộ này chỉ có 6 triệu thôi anh em ạ. Anh em nào mà mua sẽ rẻ được khá là nhiều, 9 triệu mà rút xuống có 6 triệu rẻ anh em nhé. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe này. Đấy. Play thử nhạc cho anh em nghe chất âm bộ này nhá. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, từng lũy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non.
ai ra đi mà không từng bên riêng, xa người yêu mà dễ mấy ai vui. Em nhìn theo bằng nước mắt chia. Ok chưa anh em? Khi anh em bật cái nút gia tăng âm mát này nhá, nó đánh bát gọi là như có súp luôn anh em ạ, như có súp luôn, nó đánh ùng luôn. Nhất là anh em nghe nhạc mạnh mà bật cái nút gọi là gia tăng âm bát này thì con này nó phang cực kỳ căng anh em nhá. Và giá hiện tại cho con này, con Victor F1S này, 6 củ tròn. Ok chưa anh em? Và video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và xin chào anh em nhé.